Hello everyone, welcome back to my video. And in today's video, I'm gonna show you how to pronounce two words, chemistry and orchestra. Hai cái từ này các bạn thấy có một cái đặc điểm chung đó là chứa một cái âm khá là khó, cặp consonant cluster, cetera. Ok, rất là nhiều bạn đọc sai âm này, các bạn nói chung là thường là mấy bạn đọc hay bỏ đi âm sờ ấy, các bạn chỉ đọc âm tròn nè, tròn giống như tiếng Việt là không đúng nha, âm tò và rò trong tiếng Anh nó khác nha. Các bạn đọc âm t bật ra nè, t đúng không? Sau các bạn cong lưỡi lên đọc âm r, tr, 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 tr. Đôi khi á là cái âm tò rò đó người ta có thể đọc thành âm tr luôn cũng được nữa. À, nếu như mà đọc nhanh á thì âm sờ tò rò lúc này thay vì các bạn đọc là tr, stura, đúng không? Thì các bạn có thể đọc là stura, stura, stura. Đó. Nói chung là nó có hai cách đọc nha. Các bạn thấy cái cách nào mà dễ với mình thì mình đọc kiểu đó thôi. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ đọc cái từ đầu tiên, đó là từ dàn nhạc giao hưởng. Thì chữ này các bạn sẽ đọc là orchestra. À, từ này mấy bạn hay đọc là gì ta? Những âm hai á, các bạn đọc thành orchestra hay là orchestra. Nói chung là không có đọc như vậy nha. Mình đọc âm 1, những âm 1 và âm ca. CH của mình sẽ đọc âm ca thì mình sẽ đọc là orchestra. 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 Âm thứ hai không nhấn thì các bạn thấy nó đổi về âm ơ. Và mình thấp cái giọng xuống. Kiss. Kiss. Tra. Kiss. Xì đây nè. Kiss. Tra. Kiss. Tra. Orchestra, orchestra. Rồi một cái từ nữa đó là từ chemistry, đúng không? Thì cái từ này các bạn đọc chemistry nha, không đọc vậy. Mình nhấn âm một là ke, ch là mình âm ca đúng không? Chemistry, must say ra xong rồi tree nha. Chemistry, chemistry. Okay, so one more time, orchestra and chemistry. Okay, I'm gonna see you guys in the next video. Goodbye.